Dân số Seattle đã tăng trong 10 năm qua. Khi có nhiều gia đình đến Seattle và ghi danh vào trường công lập Seattle, một số trường trung học phía Bắc của thành phố có nhiều học sinh hơn là sức chứa của trường. Điều này không cung cấp được môi trường học tập tốt. Để giảm bớt sự quá đông trong trường, Lincoln High School sẽ nhận 1.600 học sinh vào mùa thu năm 2019 và sẽ có các dịch vụ Highly Capable và chương trình song ngữ cho các học sinh. Sự mở rộng của trường Ingram High sẽ nhận thêm 500 học sinh. Vì có sự mở rộng này, ranh giới của trường Lincoln đã được chấp thuận thay đổi để giảm bớt sự quá đông ở các trường lân cận. Thay đổi ranh giới cũng đã được chấp thuận ở trường Ballard, Roosevelt và Ingram để giúp cân bằng, ghi danh và giảm bớt số đông. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2019-2020 và sẽ ảnh hưởng đến một số học sinh cấp 3. Học sinh mới vào lớp 9 sẽ đi học ở trường dựa vào ranh giới mới. Học sinh lên lớp 10 sống trong ranh giới mới của trường Lincoln sẽ phải chuyển trường và đi học ở trường Lincoln. Học sinh lên lớp 11 hoặc 12 sẽ không phải chuyển trường. Trường trung học chỉ định cho học sinh đủ yêu cầu cho các dịch vụ Highly Capable và chương trình song ngữ sẽ có sự ảnh hưởng khác và sự phân chia khác biệt. Xin vào trang web để tìm hiểu thêm.